Cách đây không lâu, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi về chung nhà Dior với Jisoo Blackpink. Dù danh phận mỗi người mỗi khác, song tổ hợp visual này vẫn khiến netizen không ngừng suýt xoa. Mới đây, phía nhãn hàng tung bộ ảnh mới của Địch Lệ Nhiệt Ba trong chiến dịch quảng bá của hãng. Đáng chú ý, nhiều người tinh ý nhận ra tạo hình mới của người đẹp Tân Cương trông khá giống Jisoo Blackpink ở chiến dịch trước đó của hãng. Trong bộ ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba diện váy đỏ bồng bềnh với nhiều lớp voan mỏng màu đỏ tươi. Nữ diễn viên càng trở nên sáng bừng khi sử dụng son màu đỏ đánh tràn viền, rất phù hợp với màu váy. Cô nàng để tóc đen ép sát đơn giản, điểm nhấn cho tổng thể chủ yếu tập trung ở phần màu môi. Tạo hình lần này khiến Địch Lệ Nhiệt Ba trông vừa sang trọng quyền lực vừa dịu dàng chuẩn quý cô. Được biết, ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba còn nhiều diễn viên khác cũng góp mặt trong buổi chụp ảnh, nhưng người đẹp Tân Cương là nổi bật nhất. Như những lần trước, tạo hình mới của Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng lọt hot search Weibo, kéo theo lượt bàn luận khủng của netizen. Theo đó, bên cạnh những lời khen có cánh cho vẻ ngoài mỹ miều của nữ diễn viên, nhiều người tinh ý nhận ra bộ váy mà cô đang mặc hao hao trang phục Jisoo Blackpink từng diện. Trong quá khứ, Jisoo cũng diện váy đỏ phối voan bồng bềnh tương tự, đặc biệt cô cũng đánh son đỏ. Cách tạo dáng của hai mỹ nhân trông cũng rất giống nhau. Nhờ những điểm tương đồng đó, việc Địch Lệ Nhiệt Ba bị đặt lên bàn cân so sánh với chị cả Blackpink là không thể tránh khỏi. Khi đặt cạnh nhau, hai người đẹp đều trông rất sang trọng, hợp với phong cách của nhãn hàng. Trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba trông giống quý cô thanh lịch, thì Jisoo cũng ánh lên vẻ tiểu thư đài cát rất khó so sánh. Tuy nhiên, có vẻ như Địch Lệ Nhiệt Ba trông đặc biệt hơn đàn em một chút nhờ việc sở hữu các đường nét lai tây trên gương mặt. Đây cũng là lợi thế của các nam thanh nữ tú mang dòng máu Tân Cương Trung Quốc. Trong khi đó, mới đây tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2023 do kênh Tencent Trung Quốc tổ chức, Địch Lệ Nhiệt Ba đã được vinh danh ở hai hạng mục là ngôi sao có giá trị thương mại cao nhất năm và ngôi sao VIP của năm. Tuy nhiên, giải thưởng của người đẹp thế hệ 9X lại khiến công chúng xôn xao bàn tán. Một số ý kiến cho rằng cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba hiện rất hot. Điều này được chứng minh bởi những lần xuất hiện của cô tại các sự kiện, tần suất hiện diện trên mạng xã hội hay truyền thông Trung Quốc. Sau một số ý kiến cho rằng mỹ nhân Tân Cương dường như đang nhận sự ưu ái lớn từ công chúng dù tài năng chưa thực sự nổi bật. Trang Sina nhận định sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba đang có dấu hiệu chững lại trong vòng 2 năm trở lại đây. Năm 2022, người đẹp bất ngờ tạm dừng hoạt động nghệ thuật trong 7 tháng. Giải thích lý do vắng mặt, Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết cô cảm thấy mệt mỏi kiệt sức vì làm việc không nghỉ trong thời gian dài. Người đẹp cũng muốn nhìn lại chính mình, lựa chọn hướng đi mới trong tương lai. Cô trở lại làng giải trí Trung Quốc vào tháng 4 vừa rồi. Tuy nhiên, hai tác phẩm truyền hình mới nhất của cô là Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện đều không đạt thành tích cao như kỳ vọng. Diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba thực sự chưa thể làm khán giả giới chuyên môn hài lòng.